sao nhỉ? Thật ra thì mình thấy đọc được một số thông tin thì mình thấy nó cũng hơi bị over quá. Ví dụ như là cái thông tin mà sao nhỉ? Chỉ làm nhân viên pha chế lương 5 triệu, thật ra thì mình hơn 5 triệu con số đấy. Thật là như thế. Rồi cái gì nhỉ? Nếu mà ở đây có nói là sau chương trình anh bị bạn bè bóc phốt nói dối kèm những hình ảnh hút thuốc ấy, thì thật ra nếu mà ai theo dõi cái phốt đấy ấy, gọi là phốt, thôi cứ cho là phốt, nếu mà mọi người theo dõi cái phốt đấy ấy, thì mọi người có thể thấy rõ được là cái clip đó là một cái clip mọi người trêu đùa, và kể cả cái hình ảnh bao thuốc cũng là một hình ảnh trêu đùa, kể cả bên phía FM cũng đã lên tiếng và mình cũng đã lên tiếng đó. Thật ra thì mình không có biến mất mọi người ạ. Thời gian tại vì mình không có được chú ý nhiều đến các hoạt động của bản thân, chứ thật ra bản thân mình không có biến mất. Khi mà mình được mọi người biết đến từ sau chương trình ấy, thì mình cũng đã nhận thấy là bản thân mình còn quá nhiều thứ thiếu sót ấy, nên là mình nhận thấy là mình nên cố gắng hơn và mình nên trau dồi hơn. Thì thời gian đấy là mình không phải là học, chỉ là mình cố gắng bản thân nhiều hơn thôi, cũng không hẳn là biến mất mọi người ạ. Mình vẫn hoạt động mà, mình vẫn đi phim, mình vẫn ra sản phẩm âm nhạc, được không? Nhưng mà sao mọi người cứ sống hoài với quá khứ vậy nhỉ? Mình sống cho hiện tại và tương lai mà. Thì không hẳn, ý là mọi người sống sao ấy, mọi người nó là quyền tự do ngôn luận mà bé, nó cũng không quá nặng nề. Mình thì có nghĩa là mình cũng có nói chuyện với Luna trước rồi, là mình cũng đọc được cái bài, mấy cái bài này được một thời gian rồi, và mình cũng nói là nếu mà các bạn có hỏi thì mình cũng sẵn sàng vui vẻ ngồi đây và nói chuyện với mọi người thôi. Bởi vì thật ra thì có thể ngày xưa quá khứ của mình là một người chưa tốt, mình là một người chưa thật sự trưởng thành, nhưng mà mình vẫn đang cố gắng, và hiện tại thì mình cũng vui vẻ khi mà mình tốt hơn từng ngày, kiểu vậy. Đúng rồi, kể đó. Cảm ơn mọi người vì đã cho mình cái thông tin nha, cảm ơn mọi người rất nhiều.